Xin cảm ơn quý khán thính giả đã giữ màn hình để tiếp tục theo dõi bản tin của Hoa Thịnh Đốn. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi tiếp tục phần 2 của cuộc phỏng vấn Nguyễn Thành Công với cựu đại sứ Bùi Diễm. cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình phỏng vấn và tìm hiểu với cựu đại sứ Bùi Diễm về viễn ảnh ngoại giao của Hoa Kỳ cùng với sự tiến cử thượng nghị sĩ John Kerry vào chức vụ ngoại trưởng à, kính thưa cựu đại sứ Bùi Diễm và kính thưa quý vị à, trong cái diễn văn tiến cử thượng nghị sĩ John Kerry thì à, tổng thống Obama cũng đã à, vinh danh ông thượng nghị sĩ John Kerry cùng với ông John McCain uh, đã có những cái tái lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và đã hàn gắn vết thương Việt Mỹ. Nhưng mà kính thưa của đại sứ Bùi Diễm, xin ông cho một số nhận định của ông là khi mà ông thượng nghị sĩ John Kerry còn trong giai đoạn uh, là thượng thượng nghị sĩ thì ông đã có được những cái uh, hỗ trợ nào với cái kiến thức của ông về vấn đề Việt Nam trong những cái nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, thưa ông? Vâng, thì trước hết để trả lời anh Công thì tôi cũng chỉ có một vài lời hết sức văn tắt về phương diện ngoại giao ấy, thì trong 4 năm tới ấy, với trường hợp ông Obama được tái đắc cử làm tổng thống, ấy, những vấn đề ngoại giao còn rất nhiều rất nhiều là bởi vì thì là tình trạng ở Âu Châu về phương diện kinh tế còn khó khăn, mối ngoại giao của Mỹ với lại Nga Xô so cũng còn đang ở trong giai đoạn trục trặc mà đặc biệt ở miền Trung Đông đó, thì với vấn đề Iran là một, vấn đề Syria là hai và vấn đề mà gọi là những cái trường hợp mà gọi là nối tiếp sau cuộc cách mạng Ả dập thì còn rất nhiều vấn đề và lại còn vấn đề giữa Israel và Palestine. Thành thử ra rằng thì là nếu mà chúng ta nói tới vấn đề mà Hoa Kỳ quay trở lại Á châu Thái Bình Dương cùng với lại cái sự có mặt rồi đây của ông thượng nghị sĩ Kerry làm ngoại trưởng ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng thì là nếu mà nói về trường hợp ông John Kerry thì chúng ta phải trở về quá khứ của ông một chút là trong cái trường hợp mà trước đây ông ấy ra ứng cử làm tổng thống để mà chống lại ông Bush năm 2004 thì dưới chính trị người ta nêu trở lại cái trường hợp của ông Kerry mà lúc trước đã có chủ trương thân thiện với Việt Nam thúc đẩy việc gọi là bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam. Nhưng mà người ta cũng không quên chỉ trích ông John Kerry là lúc ông ấy còn làm một quân nhân tham gia cái trận chiến ở Việt Nam. Rồi sau khi trở về Hoa Kỳ, ông ấy đã chỉ trích rất nhiều cái trận chiến tranh Việt Nam và lắm lúc đã có những lời lẽ hết sức nặng nề để mà chỉ trích cái trận chiến tranh Việt Nam làm công phẫn tất cả cái dư luận của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu nói tới cái thành tích của ông ấy trên phương diện ngoại giao ấy thì người ta cũng phải nghĩ ngay đến trường hợp như anh công vừa mới nói, tức là ông ấy cùng với ông John McCain chủ trương bình thưởng hóa ngoại giao với việt nam và rồi đây người ta đặt cái câu hỏi rằng thì là với cái chủ trương đó với cái khuyên chủ trương đó trong quá khứ và với cái khuyên hướng tự do của ông kerry thì những cái chủ trương đó và cái khuyên hướng đó có phù hợp với lại cái chính sách ngoại giao của ông obama không thì lúc bây giờ chúng ta phải nghĩ tới cái trường hợp là dầu sao thì nếu mà nói tới chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và trường hợp của ông thượng nghị sĩ Kerry rồi đây sẽ làm ngoại trưởng ấy thì cũng sẽ phải đặt vào một cái khung cảnh của một chính sách ngoại giao rộng lớn của Hoa Kỳ chứ không thể nào nói riêng là về vấn đề mà ông thượng nghị sĩ Kerry nay trở thành ngoại trưởng sẽ đối phó với vấn đề như thế nào. Thành thử ra chúng ta sẽ có dịp trở về cái vấn đề gọi là Hoa Kỳ quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương và ông Kerry trong cái phạm vi ngoại trưởng của ông ấy, ông ấy sẽ làm gì trong cái vấn đề đó và trong cái khung cảnh đó thì đối xử với Việt Nam sẽ ra sao? Thì như vậy, kính thưa ông, một cách cụ thể, xin ông có một cái nhận định là với cái vai trò tân ngoại trưởng, nếu được bổ nhiệm thì ông Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ có được uh, mang đến một có điều gì thuận lợi đối với những cái nỗ lực của tập thể người Việt trước hai vấn đề uh, rất là quan trọng đối với Việt Nam, thứ nhất là vấn đề nhân quyền và thứ hai là sự tồn vong của Việt Nam trước sự uh, 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 xâm lấn của uh, cộng sản uh, Trung Hoa, tức là Trung Cộng. Riêng về vấn đề nhân quyền đó, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng thì Hạ viện Hoa Kỳ đã nhiều lần đã chấp thuận những đạo luật về nhân quyền đối với Việt Nam. Mà mỗi lần những đạo luật đó được Hạ viện chấp thuận thì đưa lên trên Thượng viện thì bằng cách này ông bằng cách khác thì trên Thượng viện lại lờ đi không nêu lại cái vấn đề đó mà trong cái chuyện lờ đi đó ấy, thì dĩ nhiên ông thượng nghị sĩ Kerry cũng giữ một cái phần trách nhiệm rất lớn thành thử ra nếu nói về phương diện nhân quyền mà bảo chờ đợi ông Kerry có thể thúc đẩy mạnh vấn đề nhân quyền trong cái việc mà liên hệ với Việt Nam hay không ấy thì chúng ta phải nói rằng ông kerry cũng không thể nào đi ngược lại được cái truyền thống của nước mỹ là ủng hộ nhân quyền tự do tôn giáo và bằng những lời tuyên bố ông ấy cũng sẽ có những cái lời tuyên bố ủng hộ nhân quyền nhưng mà còn bảo rằng tích cực thúc đẩy cái vấn đề nhân quyền thì chúng ta cũng còn phải rẻ rặt bởi vì nhìn vào quá khứ của ông ấy và nhìn cả cái gọi là cái cục diện của chính sách hoa kỳ ở miền Á Châu Thái Bình Dương. À, thưa ông thì với cái khuynh hướng của ông John Kerry như vậy và với cái những cái mục tiêu về vấn đề ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ trong tương lai, thì theo ông tập thể người Việt phải có còn có những cái chú trọng nào còn có những cái nỗ lực nào để có thể thích ứng với một cái hoàn cảnh mới về vấn đề Việt Nam nằm trong cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trước hết thì trong cái phần trả lời trước tôi chưa đề cập tới cái vấn đề mà thái độ và chủ trương của Hoa Kỳ trong vấn đề Á Châu Thái Bình Dương nói chung và đặc biệt về vấn đề Biển Đông yeah là tại đó có những cái đe dọa lớn cái hiểm họa trung cộng đối với việt nam thì trong cái vấn đề mà gọi là sự có mặt của nước mỹ ở miền á châu thái bình dương thì tôi chắc rằng thì là ông kerry cũng sẽ lại tiếp tục thúc đẩy mạnh cái gọi là cái đường lối mà sự có mặt của hoa kỳ ở trong vùng á châu thái bình dương mặc dầu rằng thì là ông sẽ giữ vững cái lập trường là không can thiệp vào những vấn đề tranh chấp giữa trung cộng và những các nước lân bang về vấn đề lãnh hải và với vấn đề tự do giao, giao ở trên miền biển của trong biển đông thì người hoa kỳ sẽ giữ rằng thì là người hoa kỳ sẽ tôn trọng cái sự tự do đi lại ở trong biển đông mà không có can thiệp vào cái vấn đề mà gọi là tranh chấp về vấn đề lãnh hải giữa Trung Cộng với lại Việt Nam hoặc là Phi Luật Tân hoặc là Mã Lai. Thành thử ra nếu mà nói tới cái vấn đề mà gọi là chính sách của Hoa Kỳ nói chung ở miền Á Châu Thái Bình Dương ấy, thì có lẽ sẽ không thay đổi. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục với ông Kerry đẩy mạnh sự giao hảo với Việt Nam và nếu cần thì cũng có thể một vài cái sự liên hệ đứng về phương diện nghĩa là quân sự nhưng mà cũng chỉ tới một mức độ nào đó thôi. Chứ còn thì bảo rằng thì là đứng về phương diện mà chiến lược mà Việt Nam sẽ trở thành một cái đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trong vấn đề Hoa Kỳ muốn bao vây Trung Cộng thì cái vấn đề còn, còn quá xa. Trước hết là một nước tự do như Hoa Kỳ khó lòng mà có thể đồng minh chiến lược với một nước Cộng sản. Và lại thứ hai, người Hoa Kỳ cũng đứng ở cái vị trí là bảo vệ cái quyền lợi của mình nói chung ở trong toàn vùng Á Châu, Thái Bình Dương, chứ không phải riêng gì cho vấn đề Việt Nam. Còn câu hỏi của anh Công về cái vấn đề cộng đồng của chúng ta sẽ phải như thế nào? trong trường hợp ông John Kerry làm ngoại trưởng và trong cái vấn đề chúng ta vẫn thường tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền như là chương trình của SBTN hay là chương trình một triệu con tim mà một, một tiếng nói thì trong cái phần mà gọi là tranh đấu đó thì tôi nghĩ chúng ta vẫn cứ tiếp tục coi như cái chuyện ông Kerry ông ấy có thân thuộc với Hà Nội hay là ông có chủ trương thân hơn với Hà Nội là cái vấn đề của ông ấy còn vấn đề của chúng ta trên lĩnh vực tranh đấu chúng ta vẫn tiếp tục như trước và nếu mà cần thì vẫn có thể rằng cứ tiến tới mà la làng lên bởi vì tôi vẫn dùng cái danh từ nôm na là la làng là bởi vì mình có la làng lên thì thế giới mới biết đến những cái sự chèn ép, những cái sự bắt bớ của chế độ cộng sản đối với những người tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn cụ đại sứ Bùi Diễm đã chia sẻ những cái nhận định về viễn ảnh ngoại giao của Hoa Kỳ. Một lần nữa tôi xin cảm ơn anh công và xin nhờ anh công chuyển lời tới khán thính giả của đài SBTN chương trình Hoa tình Đốn những lời cầu chúc hết sức chân thành của tôi nhân dịp lễ Giáng Sinh này. Ờ, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và uh, nhân dịp Giáng Sinh cũng xin kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh cùng với những người thân uh, đầy hạnh phúc và tươi vui, cùng một năm mới uh, được nhiều an bình và thịnh vượng. Từ Hoa Thịnh Đốn, Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Quách Đồng sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày lễ Giáng sinh xung vầy hạnh phúc và một mùa lễ vui vẻ an bình. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.